Địch đệ nhật ba và dàn sao si bít đẹp xuất thần qua cửa kính ô tô. Chúng tôi chẳng phát hiện không ít ngôi sao hoa ngữ có khoảnh khắc đẹp nhất nách bên cửa kính ô tô. Hãy cùng chúng tôi điểm lại xem họ là những ai và tìm ra người đỉnh chóp nhất trong cuộc đỏ sắc này nhé. Địch đệ nhật ba. Được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, nhật ba chưa bao giờ khiến chúng tôi thất vọng trong các cuộc đỏ sắc. Ngắm nhìn về đẹp sắc xảo khí chất tranh sảng ngốt ngàn này, ai không mê cho được. Cổ nực na Chat Người đồng hương với Nhiệt Ba đồng thời cũng là đối thủ nhan sắc 19110 với cô, cổ nực Na Chat cũng tham gia thử thách này. Vì rùa của nữ diễn viên Trạch Thiên Ký thì đỉnh chóp miễn bàn, khiến bao người phải rung rình quá trời luôn. Cúc Tịnh Y Nhờ khoảnh khắc ngồi trên xế hộp hạng sang và vẫy tay chào người hâm mộ, nàng mỹ nữ 4 ngàn năm Cúc Tịnh Y nhận được vô số lời khen ngợi về ngoại hình cũng như tính cách. Dù không ưng diễn xuất của người đẹp như Ý Phương Phi, nhưng chúng tôi cũng bị chinh phục bởi nét đẹp trong trẻo, thanh thuần đúng chuẩn nàng thơ của cô nàng. Nguyên ni Khi chất tranh xả và thần thái ngút ngàn là yếu tố khiến Nguyên ni xử đẹp mọi thử thách nhan sắc, lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn những hình ảnh thả dáng của nàng mưu nữ nang, chúng tôi chỉ muốn thốt lên rằng xuất sắc quá chị ơi. Dương Mịch là cái tên thường xuyên góp mặt trong tập đầu các bảng xếp hạng sắc đẹp xứ chung, nhan sắc của Dương Mịch chẳng phải dạng vừa. Có thể thấy được nữ diễn viên tam sinh tam thể cũng là đối thủ nặng ký trong danh sách này. Trương Quân Ninh Tương tự như Dương Mịch, Trương Quân Ninh có tham gia sự kiện GQ, và cũng tham gia buổi chụp hình bên xế hộp. Mỹ nhân như ý chuyện khiến chúng tôi phải say nắng với nhan sắc, thần thái miện chê, không hổ danh nữ thần khí chất của xứ đài. Thái tử khôn Bên cạnh các mỹ nhân sắc nước hương trời thì hội nam thần Sipit cũng gây ấn tượng chẳng kém khi đạo sắc qua cửa kính ô tô. Như thái tử khôn chẳng hạn, chúng tôi thấy mỹ nam này có không ít khoảnh khắc đẹp xuất thần. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại